là quá mỹ mãn rồi nha. Không có gì nói, mỗi lần thử là em khóc luôn đó. Em không tin là sự thật luôn, em nói em không tin. Tại vì hình như là hành trình em cũng dài dài á chị, tại vì em ở bển là em chị cũng hết 5 năm. Ừ, chị 5 năm có đặt IVF. Dạ IVF hơi khó, em hơi cay, em hơi bị khó như là bất đồng ngôn ngữ với bác giáo viên, người ta nói em cũng không hiểu hết nữa. Rồi à, chị nói về thai của em trước nha. Thì bữa nay là thai của mình, nếu mà tính được tuổi thai á là thai được 7 tuần á em ha. Cái kích thước của thai nhi hôm nay là 9 mm, rất là tốt. Bình thường nếu mà thai 7 tuần là khoảng 8 cho tới 10 á. Tim thai của mình là 141 lần trên phút, là rất mạnh luôn á. Bình thường tim thai khoảng tầm 130-140. Ok rồi, nói chung là quá ok rồi, chúc mừng nha. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Nói chung là một hành trình đây. Dạ đúng rồi chị. Từ Nhật về quá em, quá em làm bên Nhật xong rồi không được em mới quay Việt Nam. Quay Việt Nam hồi năm rồi thì em có ghé đây em khám sức khỏe. Nói chung là em không biết có duyên hay sao nha, chứ anh chị em ở trên Sài Gòn nhiều lắm, cũng giới thiệu bệnh viện trên Sài Gòn, nhưng mà sao em cũng không có duyên hay sao nha. Rồi em được người bạn giới thiệu ở đây nè. Dạ rồi em ghé hồi năm rồi, xong cái em khám sức khỏe cho em, xong rồi tết cái em với vợ chồng em về khám sức khỏe của hai chồng, sau đó chồng em lấy tinh trùng tử đây vậy đi về bển. Nói chung là một mình một anh tại vì chồng em bận công việc không về được. Thấy quá trời. Xong rồi hình như phải gì quay về nước đúng không? Dạ em quay về nước, xong rồi em mới quay, em dạng đi xa, sau đó em mới quay ngược về đây. Em quay ngược về đây không nghĩ là có cái kiểu mà nó hạnh phúc đến vậy luôn. Nói chung là mấy tháng ta, tính ra là từ hôm điều trị tới nay cũng khoảng 6-7 tháng. Dạ, đúng rồi, 6-7 tháng, tại em phải về nước. Em phải về nước, đúng rồi, em phải bay về đây. Chuyển lần đầu thì cũng có beta, nhưng mà khá beta, nhưng mà lần này là quá mỹ mãn rồi nha. Không có gì nói, mỗi lần thử là em khóc luôn đó. Em không tin là sự thật luôn, em nói em không tin. Tại vì hình như là hành trình em cũng dài dài á chị, tại vì em ở bển là em chị cũng hết 5 năm. Chị 5 năm có đặt IVF. Dạ IVF hơi khó, em hơi cay, em hơi bị khó như là bất đồng ngôn ngữ với bác giáo viên, người ta nói em cũng không hiểu hết nữa. Rồi em thấy nó khó khăn quá, thì em quyết định về nước em làm. Rồi mà xa chồng. Nhưng mà xa chồng cắn răng chịu đựng, bác hai chồng ở ngoài sân bay cũng khóc dữ lắm luôn mà phải chịu vậy đó. Rồi xong rồi cái em về đây, em lựa chọn bệnh viện tỉ mỉ lắm. Dạ rồi em biết về Phương Châu, em nghe bạn giới thiệu, cũng lên mạng cũng tìm. Lúc đó em cũng có người chị bên Hàn Quốc về đây làm nữa. Dạ bạn đó có bầu không? Cái chị đó làm ngay mùa dịch. Mùa dịch xong cái không có duyên làm tiếp. Dạ không có duyên làm tiếp, phải bơi về bên Hàn. Dạ rồi chị mới giới thiệu em. Rồi em mới quyết định chọn bệnh viện Phương Châu. Mà đặc biệt tin hết Phương Châu, em thật sự là không ngờ nhận được cái quả ngọt lắm như vậy luôn, thật sự bác. Tại vì cái em hơi bị khó. Đúng rồi. Dạ. Tại vì cái buồng trứng nó hơi kém. Dạ. Kém nhiều quá. Dạ. Nói chung là vậy là quá ok. Quá hạnh phúc. Thật sự là quá hạnh phúc. Bản thân chị cũng bất ngờ. Tại vì cái buồng trứng hơi, phải nói là hơi tệ nha. Hơi tệ. Như vậy là ta gọi là quá trời mỹ mãn. Dạ. Với lại á, nếu mà khám được ở Phương Châu thì cũng nên khám một thời gian cho nó ổn định. Dạ dạ. Thả đi. Dạ. Có duyên với miền Tây. Có duyên với miền Tây. Mà thật ra chị nói thiệt luôn á, là có nhiều chị cũng nói tôi như em vậy đó, có nghĩa là miền Tây á, không biết sao đó, về đây thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng. Dạ. Em nói là mọi người cũng thấy hợp vía lắm á. Dạ. Có những chị cũng ở như chị nãy chị nói á, có chị đó bên Mỹ thiệt á, bạn nhớ chị đó điều trị tới 3 lần mà chưa thành công, mà về đây bạn chị cũng chuyển lần đầu cũng chưa có may mắn giống em nha, cũng hơi khó, chị nó hơi khó, lần hai chị cũng đậu luôn rồi. Hai thai chỉ là như vừa rồi là thai tháng 12 tuần, nay 14 tuần rồi đó. Mà chị đó ở Mỹ. Cũng nhiều chị cũng ở nước ngoài về nhưng mà có duyên với Việt Nam. Cái nền y tế thì các nơi đều như nhau, nhưng có vẻ như là mình phải nói là có duyên. Cái gì nó phải gần hợp duyên, hợp duyên thì nó mới ok. Ở bên kia em đi nhiều bệnh viện lớn lắm. Em đi nhiều bệnh viện lớn rồi. Em bắt đầu nhiều ngôn ngữ chị trong lĩnh vực em không hiểu hết. Khó mà trao đổi được. Tại vì cái lĩnh vực thí dụ nó còn liên quan tới tâm lý nữa. Đúng rồi. Phải an tâm thì mới điều trị hiệu quả được. Nhiều khi mình cũng điều trị cũng kỹ thuật cao đó, nhưng mà mình không hiểu lắm. Mình khó mà hợp tác với bác sĩ, khó mà yên tâm, nó cũng khó đầu. Do đó nói chung là bệnh hiếm muộn là người ta nói điều trị về thực thể, nhưng mà phải điều trị về tâm lý. Làm sao mình hiểu hết mọi vấn đề rồi tự nhiên cái mình an tâm, cái mọi thứ nó sẽ diễn ra suôn sẻ. Dạ đúng rồi chị. Em cảm thấy như vậy. Cảm thấy vậy luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nhớ cười nhiều vô nha. Chính này cười rồi. Mình ngồi thấy con là ok rồi nha. Rồi rồi nha. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ là chị sẽ cho thuốc 5 tuần. Đúng rồi, là cho tới thai 12 tuần luôn. Tuy nhiên là thai 9 tuần chị hẹn em xuống xe 1 cái nữa. Dạ. Bây giờ hiện tại là em đang ở tỉnh nào?
em ở Trà Vinh chứ. Ở Trà Vinh hiên, dạ. Cũng qua được ha. Dạ, và 9 tuần, 9 tuần qua siêu âm lúc đó là thấy em bé lớn rồi đó nha. Tim hay mạnh hơn rồi nè, kích thước lớn hơn và đặc biệt là bé có cử động rồi, lúc đó nhìn con cảm xúc lắm luôn á. Lúc đó muốn cho mẹ hay ai qua con chung cũng được nha. Thôi chúc mừng em lần nữa nha. Không có chồng đây nữa chúc mừng. Không biết nói gì luôn á. Không có ổn biết nói gì hết. Thiệt luôn, em biết nói gì, cảm ơn bác Đan thiệt là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Trời ơi, bác ơi.